Mới đây, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng livestream thông báo công ty ekip của anh đã thuê 7 luật sư sừng sỏ nhất Việt Nam đang gấp rút làm đơn kiện từng cá nhân, tổ chức vì có hành vi xúc phạm vu khống anh thời gian qua. Đàm Vĩnh Hưng khẳng định trong đợt kêu gọi từ thiện vừa qua, bản thân đã làm đúng nhiệm vụ trách nhiệm như lời hứa với công chúng. Nam ca sĩ cho biết trong quá trình làm việc với cơ quan chức năng, phía công an đã xác minh anh không có hành vi phạm tội như đơn tố cáo. Nam ca sĩ còn thẳng thắn chia sẻ, sẵn sàng hợp tác với công an khi có phát sinh bất kỳ trục trặc gì hay nhận thêm đơn tố cáo nào. Tuy nhiên, người tố giác phải có chứng cứ cụ thể, rõ ràng, theo quy định pháp luật, chứ không thể tự ý lan truyền thông tin vô căn cứ. Mọi chứng cứ tôi đã nộp cho công an và sẽ dừng lại việc đó ở đây để cho pháp luật làm những bước tiếp theo. Không chỉ riêng người đã làm hại tôi mà còn rất nhiều kênh khác nữa. Khỏi phải trốn, khỏi xóa bài, xóa kênh. Tất cả những người chửi bới, dựng chuyện tôi đều nộp đơn hết. Công ty ekip của tôi đã thuê đoàn luật sư gồm 7 luật sư sừng sỏ nhất Việt Nam và sẽ đi đến tận cùng của sự việc, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng tuyên bố. Về dự tính 2022, nam ca sĩ nói vẫn sẽ làm từ thiện nhưng không theo hình thức kêu gọi, mà mọi công tác thiện nguyện đều sẽ được anh bỏ tiền túi tùy vào thu nhập cá nhân. Ngày 23 tháng 1, đại diện của Đàm Vĩnh Hưng cho hay, nam ca sĩ xúc động khi nhận được kết quả điều tra của Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an. Sau thời gian dài mệt mỏi và nặng nề, chúng tôi nhẹ lòng khi cuối cùng công lý cũng được sáng tỏ. Anh Hưng thời gian qua rất căng thẳng trước làn sóng chỉ trích vu oan, thế nhưng anh đã nhẫn nhịn, luôn giữ im lặng để phối hợp làm việc, cung cấp mọi thông tin cho cơ quan điều tra, đại diện của Đàm Vĩnh Hưng nói. Trước đó, bà Nguyễn Phương Hằng thông qua mạng xã hội cho rằng một số nghệ sĩ khuất tất trong hoạt động quyên góp giải ngân tiền từ thiện. Ngày 15 tháng 10 năm 2021, Cục Cảnh sát Hình sự đã mời ca sĩ Thủy Tiên, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, danh hài Trấn Thành, MC Đại Nghĩa đến làm việc. Sau những lùm xùm trên mạng về tiền từ thiện, đơn vị này cũng yêu cầu cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng phối hợp rà soát tại các tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài tài khoản của các cá nhân nghệ sĩ trên.